quy trình khắc chữ trên lá cuội. Đây là nghệ nhân. Cho lên sóng nha em nhá. Dạ. Quá trình đang khắc chữ. Chỉ những cái máy rất nhỏ mà nghệ nhân đục vẽ những viên đá rất lớn. Sản phẩm đang dần hoàn thành. Đây chỉ cái máy rất nhỏ thôi, bằng cái cổ tay thôi. Đây, đây là cái này đó. Đấy, bắt đầu nó như này. Đầu này nó kiểu mũi như kiểu viên bi tròn tròn nhỉ, nó quanh nhỉ. Dạ vâng. Thế mà nó mài cái viên đá ghê nhỉ. Rắn như đá mà. Mũi rất bé. Đây còn một cái máy này nữa. Đó, rất đơn giản thôi. Nghệ nhân của chúng ta đang rất là tỉ mỉ, rất là tập trung. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là sẽ hỏng toàn bộ sản phẩm. Đây, ở ngôi nhà này có 3 viên. Đó, 2 viên như này. 1 viên này.